slot của tôi là bắt buộc phải cầm này mới mới sử dụng được skill, nếu không tôi xài skill bằng cách nào không nổi. Đi. Thôi, vô với con tay đánh giờ tôi đang xài M9 M11 này. cho nó giống trong tôi. Thôi hai hạt chiếc Walker hơi đuối. Đâu em nội? Không biết, tưởng chạy bộ qua luôn. Cái hành ở bên đây. Ồ. Gì ba? Tôi mới thắc mắc là ông bị gì luôn á. Ông ao á. Đâu có đâu, tôi thấy ông cũng bị địt mà. Ông bay qua đây là mời ông. Nó chơi ghe còn em khó khăn chứ ta. Hôm nay kiểu do mạng kết nối của thằng máy chủ nó không ổn định hay sao. Để tao join qua thử rồi. Qua đây rồi mới dọn vào đó má reset mission với địt mẹ sao nó lại ân mission available lại reset lên rồi. Xong rồi lập cái entail luôn cái. Sau nhiệm vụ này ra làm trận liên minh, còn hai trận liên minh rồi cho ông nghỉ. Mẹ muốn ngủ sớm gì? Cho ông nghỉ. Con má mất công sáng mai dậy ngồi lại tính nhầm nữa. Con má đổi thừa. Tính nhầm đâu ba. Tôi bấm bàn phím nhanh quá. Ông, ai chứ ông, tôi lạ. Không, đó giờ làm rồi, không bị, mới bị bữa hôm kia. Hôm kia bị được bao nhiêu. Bị mới có lần. Tám lẻ năm Baron. Nay ba kêu con lại tiếp cô số việc. Nay việc hơi nhiều. Lại tiếp ba hưởng cái trái bóc. Bắp chứ ly cặp nữa. Siêu cái lồn chứ siêu giáp. Siêu giáp đây bẻ cổ cơ. Siêu giáp bên kia hơi trâu. Dạ. Rồi siêu giáp bên này giống nó giống hơn. Chân thật hơn. Đủ mà ông bắn hai phát cho đầu bay cái mũ rồi bắn được rồi. Thì nó chính xác hơn. Đấy, chứ siêu giáp đầu bùi bên kia đúng má. Siêu giáp bên kia nó mặc cái bộ giáp mấy ký mà nó chạy như mặc một viên liền kinh chứ. Nó có thằng trước mặt nè. À, chết đi mẹ. Không, sao, bắn luôn. Sao không sao? Bắn lồn kia bị phát hiện. Thằng lồn kia nó nổ không? Điệt mẹ nó quên. Bắn vào đầu nhưng mà quên mất lồn đây. Lồn bắn cho người. Nó giết con lùng. Tay đạn nó bắn rồi thấy không? Ê,
qua được là một cái đồ thời gian. Chiếc xe đạch luôn ha. Ê, ông cút bao giờ? Cái điểm yếu của nó ngay cái đầu, bắn vô cái đầu là nó vô được máy được. Nó rồi bay rồi. Tụng má. Sao sao có xe, có xe. Ui da. Ủa sao nó cút đâu rồi? Hả? À? Chị ba. Tao bị đít con nét rồi. Bắt nét. Lùm mấy cây nha. Rồi dâm lại đi hả? Đủ má để bố mới tự sợ giải quyết nha. Cây vãi lùm. Nãy bị gì á. Giờ còn ngon. Có VPN à? Không? Bằng VPN thôi. Nãy giờ nó có hai cái bị dụ disconnect ra cái phong kia hiểu. Điều dần không? Rồi từ từ, từ từ vô. Trên chưa? Mau game luôn. Chưa. Nó thấy không offline đâu. Thì offline rồi, nó đang bị cái try to reconnect này. Để tôi phát qua xin. Net server has been slotted with a game later. Hang on a bit. Tôi dọn lại rồi. Mệt mệt. Mệt mỏi hết sức rồi. Nghe bằng cái đó rồi. Vô lại đó. Thank you.
Ơi, vô. Ê, hô đúp. Ok, đầy đủ luôn chơi. Bom EMP hơi bị thiếu. Được bắn ẩu ba. Bị tâm trạng quá. Trong ông tỉa hết mấy hàng đầu bộ sniper rồi rồi. Nó lộn nó quanh sát đâu. Đi tìm con chuột nhắt thôi. Dễ. Mẹ bắn ẩu rồi. Sao? Nhắc bên kia thầy. Không thử thì nè bờ cho nó hát luôn đi. Ủa? Gì ba? Đụng má có mìn. The hell man. Đụng má có mìn à? Đụng má what the fuck man. Tôi đếm biết chắc ở đây có bom à. Đụng cái địt về nước đi này tôi đéo lường trước được ông ơi. Phải lòng. Đụng má có mìn à. Đứng ra đi. Chánh à. Sao quá. Nó không có tầm nhìn. Ừ. Phát vô mỏ nó rồi được. Ê, đúng quá, mình mình nghe. Tôi nghe tiếng tít tít. Tít rồi biết rồi. Để thầy. Phá cho bồm, nổ lớn quá. Đi chuột nhắc đi thầy. À, mình đi. Hay chuột nhắc rồi. Mẹ. Má nó cái game lộn, đặt mình đi chứ. Đi đường mà không nhìn không để ý cái là địch mẹ nghe tiếng tít 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 thì ghê. Nghe tít 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 là không mệt đó. Có chút xíu làm hơi quá địch mẹ không mày. Dạ bắn con tay đành được rồi đó. Nhưng mà bà ông kiếm chỗ nấp đi, chỗ nào tốt tốt đi. Chưa? Rồi vô đi. Nó không để máu rồi. Có, nó cây. Cây. Kìa. Nó không tay à. Tôi đang chọi. Chiếc mang lên rồi. Càng chết rồi, càng chết rồi. Ê, gì mẹ.
chơi. Mẹ nhà không thiệt. Từ có xe mà thôi không cứu đi. Gì nó bắn đâu, nó bắn bazooka tới à. Không, nó bị đạn thường bắn. Đủ nó bắn bazooka tới mất. Qua đây núp. Mẹ nó chạo lô đạn nó bắn. Con đĩ mẹ nó chứ. À. Ba đã. À bịt mẹ con ron lồn nè. Con mẹ mày cắn bố mày nãy giờ. Má tìm má tìm thuốc lắc vô cái. Mày bay vô ca ở đâu? Ý bạn vẽ nè. Cầm. Cái cây trong đây luôn lập chân. Đi chết đi rồi. Tắt mình. Má thật sợ tôi, má cái attack này chắc không đéo tầm đâu. Ở thác mình cho xuống nhắm luôn. Bạn trước khi quất quất cơ thì ông bút theo luôn lên cái đi. Trước khi đó tôi còn để tôi gỡ cái quét xanh ra làm cho đó là bị lộ diện. Bú đồ để bú đồ ăn vô cái. Mấy cái đồ ăn này nó tăng, nó ăn tỷ lệ giảm sát thương với lại handling cạc lên. Thì có khoảng 20 phút thôi. Thằng con cơ nó cầm cây anaconda. Không chỉ cần không bắn hạ mấy con con là không. Dâm bắn hạ mấy con con, mấy con con là không, bắn nó vài viên là nó chết rồi. Nó không hỏi. No man. You know, part of me is glad you're still alive. It's too bad I'm gonna have to kill you. Cây nó cầm là cây siêu hợp. You could just give up. Siêu hợp vậy đó. Hey, you know me better than that. Tâm này ông cầm là cây blue pin. I don't know you at all anymore. You want to do something for the world? Start here. Help these people. Stop this thing you're doing. Oh, nói nhiều quá. Quá đi. This thing I'm doing, I am doing for them. You're the asshole tearing apart these goddamn islands just trying to get a shot at me. No, man. It's not too late. You could join me. You killed my soldiers. And you made me kill my friend. Now you're making me kill mine. Muốn giảng hòa lắm mà giảng hòa không được. Hai đứa khác chi hướng. Em đang còn rồi, bắn mấy con. Cái gì ạ? Nói hay rồi. Tôi bị mấy đụng má, mấy con chó nó cắn chứ cây sầu gân cho mấy phát, hơi đau. Ai giờ không biết cứu hay sao? Từ từ cứu. Cái
Có mà biết điểm yếu. Mày nãy bị lột cái học cái phát sọt gân, thêm bằng lột Walker cho thêm viên lột. Mẹ game lột. Má cắn lén là giỏi à. Rồi con phim đây thầy. Mẹ mày, phản bội là phải chết. Thông đức nó thôi. Không đi thầy, còn ấm. Nhiệm vụ mà giết thằng Silver Black gì đó. Cái đó làm hơi cực nè. Hai thằng làm thì để đồ acid cho. Kỳ đó đồ làm mình nên, đồ làm tiếng mấy mới xong. Nói chung là cái địa hình của nó ẩn, không thấy mới được, đi mới được. Không là ông họ hay mẹ luôn. Still gonna happen. Nó đạo hình thằng Walker này cũng đẹp. Cái kiểu tóc này đâu có ta cắt được không? Mà người ta cắt thì ngầu luôn, cắt mặt luôn không? This is the hard part of Bolivia. Cái tóc là linh hủy đến bộ. Who's that? Eat my shit. Only if you cuddle me after. Well, well, well. You must be Nomad. Walker. Did you and I go through part of selection together? No, I was jump school. I was in the chalk next to yours. That's right. No, I was jump school. Tính đi săn còn lồn nhà đen sau. Rồi từ từ. First recon guy. Fun times, man. Mấy thằng sau dễ săn mà. Got some more fun for you. Here's your briefing. Ở đâu đâu biết điểm yếu đâu. Tự chơi được ngon. You want some candy? Hey. Cậy cũng ba bốn lần. Excuse me. Cái hàng cầm bật lửa này, cái jeep vô chẳng biết nữa. Chắc ba mới biết. Thì đó, cái episode 3 đó. Nó có cho thằng xe hình rồi đó. Giết mấy thằng xung quanh đó là được gặp nó rồi. Tôi cũng giết được mấy thằng rồi. Tôi chưa làm cái 2 nữa. Cái 2 là có tội Rambo 6. Là có thằng lồn bên Ghost Recon. He believes in this fantasy it's called Wonderland where people never fight. It's all rainbows and marshmallows and unicorns and shit, but I guess we could talk about that another time. Yeah. Say Nomad. It's good to see you. You too, man. Just stay healthy. Always. You could have been a better man than this, Walker. À, bú lém vô bú đi thầy. Ở đây còn có mẹ để bú đâu. Cái silver stack trên thế này hình như tôi cũng có mà. Sau này ông phải quay lại đây. Để ông mặc tim mấy cái con mà gon mà bảo vệ cái hòn đảo nữa. Để ông đánh sập cái đầu ngầm của ông Walker. Ông quay lại đây ông lại phải giết cái con quỷ tài tạch đó nữa. Cứ thì nó sẽ bam mà. Vậy đó, nó kỳ bam. Nó bam là tốt rồi chứ. Sau này ông quay lại đây ông đi làm cái gục cho cái cho con cơm. Bây giờ thì nó lóc nó khóa rồi, không cho ông vô. Cho cây này nhấn đéo cho nó cho cây này nhấn đéo cho bản vẽ chiếc ha cây còn giờ đi đâu thì làm cái con chụp
bà Black gì cô hay đi. Đâu, cô chán rồi. Ra ngoài làm, ra ngoài kia làm trận đi. Hãy không có ông kia vô, kéo ông kia vô làm nhiệm vụ để kéo ông ban đầu còn có ông kia thì còn kéo ông vô làm event nhé. Tối tối ông làm event thì hơi chán. Ông kéo hai thằng làm phải làm lại lần nữa không không? Thì làm lại cũng được thôi nhưng mà nó hơi chán. Có người, có đông người chơi vui. Ít game có ổng vô làm tăng độ khó game lên cái nó vui không? Hay là game chơi, chơi game dễ quá ai chơi. Cậu phải công nhận không, game dễ quá, khó, game dễ quá là chán lắm. Nếu có ổng vô làm thêm, có ổng vô làm độ khó game tăng lên nó vui. Rồi sao rồi? Đi. Rồi chơi gì tiếp? Qua cây ACG lên vàng cái đó. Ừ, qua đi. Kìa bắn này giờ thấy phê phế. Đây. Qua này. Look around. See what you like. Rồi hay tự bay qua đi thầy. Bay gì? Hay tự dịch chuyển qua tôi đi chứ. Còn đợi tôi mời nó hay gì. Lớn rồi. Tôi dịch chuyển rồi đó. Đang hắt kêu. Không, tôi trả lượt, tôi lười. Tôi lười về với các kêu lắm. Người hướng nội không thích cho đông, không thích chỗ đông người. Sao chưa có, chưa cái bản vẽ, có bản vẽ AK-74 nhưng mà đéo có bản vẽ AK-47 thôi. Occupation been going on for so long. Why isn't the U.S. invading? Because more people might die in the invasion than the occupation. Con bé áo sút. Nó lấy tử bên ngoài vào đúng không mà. Vậy đi mới xanh tiếp theo gì? Biết. Ờ làm tôi... thêm cái nữa đi. Tôi thì tôi. Ngày đợi ông mòn mỏi hay mẹ luôn, nhiều khi cũng quên không mới về đó nha. Ai được cửa chơi nè. Tại vì tôi đi làm mà tôi có được, tôi có nhiều khi rảnh thời gian mẹ thời gian hết, thời gian chênh lệch nhau quá.